Chào các bạn, giàu có là một quá trình dài nỗ lực lao động, làm việc để tạo ra thành quả. Không có vận may nào có thể hô biến một người nghèo trở thành một người giàu ngay lập tức mà không mất đi một tí công sức nào. Dù bạn có trúng số, thắng bạc, cá độ hay là lô đề, thì nó cũng chỉ mang lại cho bạn sự dư giả về tiền bạc trong một khoảng thời gian rất ngắn, và sau đó bạn sẽ trở về nghèo khó như cũ. Trở nên giàu có không phải bằng sức lao động của mình, thì nó sẽ đến bất chợt mà cũng sẽ đi rất nhanh. Chỉ có những người lao động một cách nghiêm túc, thông minh mới gây dựng cho mình một cuộc sống giàu có, thịnh vượng, lâu dài. Nếu bạn đã rất cố gắng, chăm chỉ làm việc nhưng không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói túng thiếu, thì có thể bạn sẽ mắc phải những sai lầm trong tư duy mà không hề hay biết. Hãy xem hết video này, xem bạn mắc phải những sai lầm nào để kịp thời điều chỉnh nhé. Chào mừng bạn đến với kênh YouTube 9 Phút Kinh Doanh Đột Phá. Đây là nơi bạn sẽ nhận được những bài học chất lượng cao về chủ đề kinh doanh, marketing, bán hàng, phát triển bản thân, các câu chuyện về kinh doanh, bài học thành công. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng đều đặn vào 20:30 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trong tuần. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký và nhấp vào biểu tượng quả chuông bên cạnh để nhận được những bài học sớm nhất. Sai lầm thứ nhất, không biết chính xác thế nào là giàu. Câu chuyện là ai cũng thích giàu, cũng muốn mình là một người giàu có, nhưng những người nghèo khi được hỏi thế nào thì được gọi là giàu thì họ không trả lời được. Nhiều người cho rằng có nhà cao cửa rộng, có xe sang xế xịn là giàu. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Nếu có biệt thự, xe hơi nhưng lại mang trên mình một đống nợ, làm quần quật suốt ngày cũng chỉ đủ tiền trả lãi suất để số nợ không tăng lên. Có nhiều người chỉ vì tính sĩ diện mà chịu chấp nhận vay lãi để mua sắm cho bằng được cái này cái kia, để chạy theo cho đúng tiêu chuẩn giới nhà giàu. Chúng ta thường có nhận định vô cùng cảm tính, đó là hễ thấy nhà ai to đẹp thì cho rằng họ rất giàu, thấy ai đi xe xịn cũng cho rằng họ là những người giàu. Còn bản chất của sự giàu có họ không hề biết. Cũng vì để đó mà nhiều người làm lụm vất vả cả đời, nhịn ăn nhịn tiêu để xây nên một ngôi nhà, mua một con xe, để rồi suốt phần đời còn lại kéo cày trả nợ cho nó. Giàu mà khổ như vậy thì giàu để làm gì? Bản chất của sự giàu có chính là khi bạn đạt được sự dư giả về tiền bạc, là khi bạn dù không làm việc nữa vẫn có thể có cuộc sống thoải mái, không phải lo kỹ về tiền bạc nợ nần. Vì vậy, dù cho bạn có nhà biệt thự, đi xe đắt tiền, dùng đồ hàng hiệu, nhưng trong đầu luôn phải suy nghĩ, lo lắng về tài chính, thì bạn vẫn là những người nghèo. Ngược lại, bạn có thể không ở nhà cao cửa rộng, không có xe xịn để đi, nhưng bạn có một cuộc sống ung dung tự đại, vô lo vô kỹ, không vướng bận chuyện tiền bạc nợ nần, thì bạn vẫn là những người giàu có. Tùy theo nhu cầu, lối sống của mỗi người sẽ đạt được những trạng thái giàu có khác nhau. Quan trọng là chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng với cuộc sống của họ. Tổng kết lại, nếu bạn vẫn cho rằng giàu có là phải ở nhà cao cửa rộng, phải sắm bằng được xe hơi, phải dùng hàng hiệu đắt đỏ, phải có kim cương hộp xoàn để đeo, thì cả đời bạn sẽ chỉ là những người nghèo khó chạy theo danh vọng xa vời. Sai lầm thứ hai, không có mục tiêu tài chính rõ ràng. Sống cho ngày hôm nay là lối sống mà nhiều người trẻ đang sống. Họ cho rằng cuộc sống chẳng biết kéo dài được bao lâu mà phải khổ sở. Chỉ cần sống tốt ngày hôm nay, chuyện của ngày mai để mai tính. Vì lối sống hưởng thụ như vậy nên họ luôn mong cầu có cuộc sống sung sướng, nhàn nhã trong tương lai, nhưng lại không biết mình cần phải có bao nhiêu tiền để có được cuộc sống đó. Họ cũng chưa bao giờ đặt mục tiêu là mình cần phải kiếm được bao nhiêu tiền, tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nên gần như tương lai giàu có chỉ nằm trong tưởng tượng. Muốn có cuộc sống dư giả thoải mái trong tương lai, bạn cần phải có những con số chính xác. Hãy bắt đầu tính toán về con số mà bạn cần phải có để đảm bảo cho cuộc sống mà bạn mong muốn. Ví dụ, bạn muốn đạt được sự tự do tài chính và nghỉ hưu sớm ở tuổi 50, thì số tiền tiết kiệm và đầu tư trước khi nghỉ hưu của bạn phải gấp 25 lần so với chi phí chi tiêu trung bình hàng năm. Sau đó, mỗi năm chỉ rút ra 4% trong tổng số đó. Vậy để xác định được số tiền chính xác mà bạn sẽ đạt được sự tự do tài chính, bước đầu tiên bạn phải tính ra được số tiền trung bình mà bạn phải tiêu trong một năm. Để tính được con số này, hãy lấy số tiền bạn tiêu hàng tháng, sau đó cộng lại, bạn sẽ ra con số cuối cùng. Sau đó bạn sẽ tính được số tiền chính xác mà bạn sẽ đạt được ngưỡng tự do tài chính và có thể nghỉ hưu thoải mái mà không phải làm việc nữa. Ví dụ, hàng tháng bạn tiêu hết 20 triệu, thì một năm bạn sẽ tiêu hết 240 triệu. Lấy 240 triệu nhân với 25 sẽ ra số tiền là 6 tỷ. Vậy nếu hiện tại tài khoản tiết kiệm của bạn có 6 tỷ thì bạn có thể nghỉ hưu ở nhà mà vẫn sống cuộc sống thoải mái như hiện tại. Lưu ý,
Chi phí tiêu dùng hàng năm phải bao gồm tất cả các loại phí, ăn uống, đi lại, du lịch, giải trí, khám chữa bệnh, mua sắm quần áo, thiết bị gia dụng, nội thất. Nói chung, tất tần tật các loại chi phí mà bạn phải chi trả trong vòng một năm. Nếu bạn chỉ tính riêng tiền ăn uống đi lại thông thường thì con số này không chính xác nha. Vậy để đạt được cuộc sống dư giả như bạn mong muốn, hãy tính ra số tiền mà bạn cần phải tiết kiệm được, sau đó lên kế hoạch để đạt được nó càng sớm càng tốt. Sai lầm số 3. Chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập. Nếu bạn có thu nhập lương 50-60 triệu mỗi tháng thì có thể cuộc sống của bạn sẽ ổn. Nhưng nếu bạn chỉ đang kiếm được 7-8 triệu mỗi tháng thôi mà cứ chăm chăm vào duy nhất một nguồn thu nhập thì bạn khó mà dư giả giàu có được. Sai lầm của rất nhiều người đó là chịu chấp nhận công việc làm thuê nặng nhọc với đồng lương ít ỏi. Vì họ nghĩ rằng chỉ cần như vậy thôi thì họ đã có thể đủ sống rồi. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Khi mà hàng ngày hàng giờ, bạn vẫn mang trong mình mối lo về tiền bạc. Mối lo về tương lai khi bạn có gia đình, có con, khi cô bạn bắt đầu đi học và rất nhiều khoản chi phí khác nữa. Và nếu bạn vẫn phải đi thuê nhà thì sự an phận của bạn là một mối hiểm họa cho tương lai. Chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập thì bạn không thể thoát nghèo được. Để thay đổi cuộc sống và cải thiện vấn đề tài chính, không còn cách nào khác, bạn phải tạo ra cho mình những nguồn thu nhập khác ngoài thu nhập chính. Hãy bắt đầu tiết kiệm để đầu tư, hãy làm thêm một công việc kinh doanh khác. Bằng mọi giá, bạn phải có nhiều hơn một nguồn thu nhập, lúc đó cuộc sống của bạn mới được đảm bảo. Sai lầm số 4. Không dám đầu tư. Đây là sai lầm mà tất cả người dạy đều mắc phải. Không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu phi thương bất phú, không đầu tư kinh doanh thì khó mà giàu được. Hãy nhìn vào những tỷ phú, triệu phú trên thế giới mà sẽ thấy 99.9% họ là những CEO điều hành những thương hiệu nổi tiếng thế giới hoặc những nhà đầu tư huyền thoại. Không một ai chỉ làm công ăn lương mà trở thành triệu phú, tỷ phú. Thế nhưng làm thế nào để đầu tư? Đó là một câu hỏi lớn mà để tìm được câu trả lời vừa khó lại vừa dễ. Những người nghèo họ không có suy nghĩ gì về đầu tư hay sợ hãi đầu tư là vì rủi ro. Họ có đầu tư như một trò đánh bạc, được thì ăn cả, ngã thì về không. Vì vậy họ không bao giờ nghĩ sẽ mang số tiền mình dành dụm vất vả ra để chơi một canh bạc. Nhưng những người giàu có thì ngược lại, họ xem đầu tư là cơ hội đổi đời. Họ hiểu rất rõ đầu tư sẽ đem đến cho họ lợi nhuận cực kỳ cao. Và có khi chỉ cần thắng một lần, họ sẽ kiếm được số tiền mà họ đi làm thuê cả đời cũng không kiếm được. Người nghèo sợ đầu tư vì họ không hiểu gì về đầu tư. Họ chưa bao giờ nghiên cứu hay tìm hiểu về lĩnh vực này. Cũng dễ hiểu thôi vì tư duy của họ đã ăn chắc mặt bền, chăm nhặt chặt bị. Những người giàu họ hiểu rất rõ rủi ro trong đầu tư là gì. Họ dành phần lớn thời gian để nghiên cứu và sẵn sàng bỏ tiền để tham dự các khóa học dạy về đầu tư. Đây là cách để họ giảm tối đa và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Trong khi đó, người nghèo dù có đủ tiền, họ nhất quyết không chịu bỏ tiền để đi học vì họ tiếc tiền và cho đó là lãng phí. Đó là lý do mà người giàu học cả đời vẫn không thấy đủ, còn người nghèo coi nhẹ việc học, học đến lớp mấy không quan trọng, quan trọng là có thể đi làm và kiếm được tiền. Vậy là tôi đã chỉ cho bạn 4 sai lầm phổ biến khiến bạn nghèo vẫn hòa nghèo. Hãy kiểm tra thật kỹ xem mình đã phạm những sai lầm nào để điều chỉnh kịp thời nhé. Hãy like và share nếu bạn thấy video này hữu ích và giúp đỡ được cho nhiều người. Đừng quên đăng ký kênh của tôi và nhấp vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi tôi xuất bản video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.